Những ngày gần đây do tiết trời thay đổi mà số trẻ nhập viện vì các bệnh về hô hấp như là viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường. Các bác sĩ nhận định hiện đang là đỉnh điểm của các bệnh đường hô hấp ở trẻ. Cả khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội có 60 giường bệnh, nhưng có đến 136 trẻ nhập viện khiến nhiều trẻ phải nằm ghép. Trong số này, quá nửa là các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, sốt virus. Các bác sĩ cho biết, thời tiết miền Bắc đang chuyển từ thu sang đông, ngày nóng, sáng và đêm se se lạnh. Kiểu thời tiết này khiến sức đề kháng của trẻ giảm, cộng thêm mật độ vi khuẩn, virus trong không khí tăng lên, khiến trẻ mắc các bệnh hô hấp gia tăng trong thời gian gần đây. Năm nào cũng vậy, tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn đỉnh điểm của bệnh hô hấp. Ngoài các bệnh về đường hô hấp, thời tiết thay đổi cũng khiến nhiều trẻ khởi phát cơn hen cấp, một chứng bệnh khá nguy hiểm thường gặp khi giao mùa. Theo các bác sĩ, với các bệnh đường hô hấp trên, trẻ chỉ sốt, ho do sốt virus, cảm cúm thông thường thì không cần phải nhập viện, không cần dùng kháng sinh. Những trẻ có biểu hiện ho, sốt kèm theo thở nhanh, rút lõm lồng ngực, mệt mỏi, suy hô hấp, biến chứng phổi thì cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.